Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nha anh em, nhớ click vào. Yo yo, hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ từ bán đạo mọi người nha. Chào đây anh em của game poker đại chiến mình nha, từ từ bán đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video, chúc anh em trên video bẻ like, share thằng kênh quý phải mình xin nhiều ạ. Hôm nay thì chúng ta trông ra điểm qua sự kiện mới anh em, thi ghép hình. Ok, một cái sự kiện mới anh em, có phần quà trông khá là ngon. Ngoài ra thì có một phần đặc biệt đó là hạn R rơi ra bí đỏ, có nghĩa là quét ra bí đỏ đấy anh em, ngày mai gọi nhá, 9 giờ ngày 11. Đâu, hôm nay 11 rồi mà. Nó tôi phải bị hôm nay quét rồi anh em. Qua đến từ ngày 15 anh em nhá, lại rơi bí đỏ này anh em chỉ thủ quét ạ. Ngoài ra thì hôm nay tôi cũng review qua con nạc top 1 S1022 anh em. Đây, tôi vừa mới cầm về tay các bạn. Tôi chả biết phải con nạc này bị gộp không anh em, nhưng mà nhìn giống bị gộp quá. Đấy, nói chung thì không biết như nào, nhưng mà đây, được ông anh cho con nạc anh em trông cũng khá là ngon. Thế à, bên đây đứng tên luôn các bạn nhá. Có cháu hồ đìa mát đỉnh cao bạn 6.3 triệu, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc là có khả năng bị gộp rồi anh em, bởi vì tính ra để tủ tim thì không phải như này anh em, bởi vì đây các bạn ý này, DNC này đấy, mấy cháu này ở sau lưng cấp rất là thấp. Còn đâu bác chủ chơi theo kiểu deal tem chính thì tôi không biết anh em. Ok, bỏ qua bên này trước thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua cái event sự kiện ghép hình trước anh em nhá. Ok, để tham gia được event này của bên game thì anh em vui lòng lên fanpage của nhà phát hành chúng ta anh em, poker đại chiến. Sau đó anh em qua phần bài viết, ở đây nhà phát hành có đăng bài rồi anh em nhé. Đây các bạn lên đây, đâu nhỉ? Ở à, đây đây các bạn, đây. Xem nào, thì ghép hình bắt đầu. Anh em click vào link như này. Rồi ok, sau đó anh em mở qua show bạn nhé. Các bạn nên mở qua trình duyệt chơi cho nó đảm bảo an toàn các bạn. Đây, xem thưởng, hàng thưởng đây anh em. Ủa, có cần đăng nhập gì không? Không à? À có các bạn nhé, phải đăng nhập, đúng rồi. Ok, đúng rồi, phải đăng nhập mới đúng anh em. 1030. Rồi các bạn, đây. Ok, chắc tôi quay dọc màn hình ra chơi dễ anh em nhé. Nào chơi thử ván nào, hoàn thành. Chúng ta sẽ ghép ảnh trong vòng thời gian nhanh nhất à. Uầy. U là trời. Các bạn đã ghép xong chưa? Có ảnh chính không? Phải có cái ảnh chính để làm mẫu chứ. Kìa, đây là chơi kiểu gì? Đâu này, tôi không thấy. Thế các bạn bây giờ phải anh em bình tĩnh. Ghép bây giờ các bạn để ra đây này. Khó khăn thế nhờ. Thế ghép được cái bức ảnh này xong chắc cũng loạn não luôn các bạn ạ. Trời ơi. Nãy giờ mãi giờ tôi vẫn chưa tìm ra một cái ảnh góc nào luôn các bạn nhá. Chỉ biết là đây, đây nó sẽ là một con cá khá to đoạn này các bạn. Đây các bạn, một ảnh đây rồi. Rồi ok, bắt đầu tìm ra rồi. Còn mình đối biết là ảnh chính không thì chưa biết các bạn nhá. Từ anh em, chúng ta sẽ tập trung vào cái con cá to này trước các bạn. Từ dễ ghép. Ủa thầy ngồi ghép cái ảnh này chắc loạn não là thế chứ. Nó nhiều quá các bạn, do nó nhiều quá ấy. Mà vị trí cho thì không đủ các bạn. Thế này cho vị trí này là không đủ rồi. Do là mình không nhìn rõ được hết ảnh thôi anh em. Chứ ngồi nhìn rõ được hết ảnh thì chắc tôi tin là tôi sẽ ghép được các bạn. Ngồi ghép xong được cái ảnh này chắc cũng hơi bị mệt đấy nha. Cái vị trí này anh em, một khi phải cái này nó ăn khớp ngay, nó tự động ăn ngay các bạn. Tôi thích ở đây đấy. Đây các bạn, à đây có một vài mạnh đây này, đây rồi, vài mạnh to đây rồi anh em. Ảnh này chắc chắn là đây các bạn này, ở vị trí này. Rồi ok, chúng ta sẽ tìm những vị trí còn lại các bạn. Ủa khó đấy nhờ. Không giải được hết ảnh ra. À đây rồi anh em, hết chưa? Hết ảnh ra chưa? Vẫn chưa hết ảnh các bạn. Ôi là trời. Thề ghép nhiều mảnh quá, ghép loạn cả láo luôn ạ. À.
không phải đây luôn. Rồi thêm một tấm vào với nhau. Rồi anh em, không dễ đấy chứ không nói khó đâu. Các bạn chỉ cần cho các ảnh vào với nhau là tí là các bạn tự động lấy thế thôi. Đấy, đây anh em, đó. Các bạn cứ ghép dần cho các ảnh vào nhau là tí anh em cứ thế là đi nó cũng dễ kiếm chứ không nói khó đâu anh em. Màu hồng à? Đây chăng? Phải chăng đây không? Không phải. Đây là chắc các ảnh góc này các bạn này. Đây là góc này. Rồi, ngoài đây anh em. Đây. Rồi. Ok. Bắt đầu các ảnh ăn vào với nhau rồi các bạn. Ui, ngồi kiếm ảnh này cũng lâu nhờ. À đây các bạn, đây có thể ăn ở đây không? Đúng rồi này. Ô kìa, thế mà không lý ra các bạn. Ồ, dễ thế mà không lý ra anh em. Đây này, xuống đây đá. Đây, đoạn này, đoạn dưới chân nó này. Trước tiên tôi phải tìm cái tấm bên này các bạn. Cú thế nhờ. Rồi một tấm nối vào tay. Đây đoạn này đoạn dây chân này các bạn. Phải bên này. Rồi kìa, bắt đầu ăn ảnh vào nhau hết rồi anh em. Ồ, camera ghép bắt đầu được ghép hết vào nhau rồi. Rồi tuyệt vời. Ok. Những này không nhầm ở đây này. Ăn luôn. Rồi. Uầy, bây giờ tôi ghép hết 7 phút rồi các bạn, còn chưa xong được cái ảnh này anh em. Một cái tâm phải xong các bạn. Từ các bạn xem nào. Đây rồi anh em. Đây nhá, tấm ảnh này nó sẽ tầm ở đây, tầm tầm này. Chắc chắn luôn làm như này anh em. Rồi. Tầm ở đây. Rồi ok. Đó, tôi bắt đầu tìm ra những đoạn cuối của những bức ảnh này rồi anh em. Đây không phải. Đây, tấm này nằm đây chắc cú luôn này. Rồi. Ok, tấm tay nằm ở đây đâu chắc cú luôn này. Rồi. Ok. Đây các bạn, tấm này nằm đây. Nói chung thì do là cái này nó không được phóng, nó không được kiểu không được to thôi anh em, chứ nếu mà to thì tôi nghĩ là cũng ra nhanh thôi. Do ảnh này nó không cho to được các bạn. Cay nhỉ. Chân đây anh em. Chân đây rồi. Rồi xem nào. Đây anh em, tấm này vào đây. Đó, gần hết rồi. Hai con này vào đây anh em. Xem nào, tấm này ở đâu? Tấm này nằm đây à? Nằm đây đúng rồi các bạn, này. Đây, tấm này vào đây. Và cuối cùng tấm này vào đây anh em. Ôi mẹ ơi, hết thời gian luôn các bạn. Gắt quá, chịu ạ, 6 phút. Chịu luôn anh em, ghép được quả ảnh hết 6 phút các bạn. Trời ơi, u là trời, anh em hết ghép hết bao nhiêu thời gian. Không, tính ra cái ảnh này nếu mà ngồi này thì tôi ghép được anh em. Ghép lại lần nữa ghép được để vào con này khác anh em nhá. Ok, lên clip định làm quả clip review các kiểu mà vào chơi sự kiện hết luôn thời gian các bạn. Ok, thì cũng sơ qua con đạc này cho anh em xem. Đây tình hình thì đây các bạn. Đó, tem thì hiện tại đang có 2 team, đạc này cũng khá là ngon. Đấy, bắt đầu anh cho các bạn. Đây, phụ kiện thì được có 2 bộ anh em. Tôi check phải phụ kiện các thứ, tôi nhìn nếu kiểu đàn Eagle có nào thông tin về vụ việc này không, tôi xin ít thông tin ạ. Thôi chắc con đàn này để có gì chiều tôi sẽ lại sâu lại clip cho anh em xem. Ôi có rắn này, 200 mảnh rắn luôn, không biết có hay không ta.
không, nhưng mà trong dương thì nó lại ngược chiều hoàn toàn anh em. Ở ngoài thì rõ ràng là cảm giác như kiểu bị gộp, nhưng mà trong dương đổ thứ thì thấy bình thường. Ạc thì vẫn đang đứng top 1 anh em nhé, được chiến tổng được chiến 12 cụ là đầy đủ này anh em này. Đấy, để đúng team 12 cụ luôn. Nhưng Ạc này tôi nghĩ là chơi kiểu đi nguyên team chính gọi là nó khả năng như vậy. Đây hộ ô huấn luyện 40 luôn anh em. Vô. Khét thế nhờ. Wow. À chúng ta test thử cái quét nhá. Quét thử xem là có ra được bí đỏ không anh em. À rồi anh em bắt đầu quét ra bí đỏ rồi anh em, tranh thủ đi quét này. Đó, nói chung thì chắc cũng review qua sương sương sự kiện các thứ theo anh em. Clip kết thúc đây nhá. Hẹn gặp mọi người tiếp theo. Anh em sao con nàng này. Tôi sẽ trở lại vào sau cho anh em ở video sau nhá. Giờ thì bye bye.